ngồi đằng kia. Không hiểu tại sao có cái gì mà khiến anh phải nhìn em hoài. Có chị em ở nhà không cưng? Chị nào? Em nè. Em chưa 18. Đừng có lo nha. Nếu mà em không mét công an á thì mấy ông không bắt anh được đâu. Em biết giữ bí mật mà.